Bà vợ ơi, quà Tết của bố mẹ em đã chuẩn bị chưa? Em đã chuẩn bị xong hết rồi anh ạ. Bác sĩ dặn người lớn tuổi nên uống mật ong Maruca đều đặn để thay thế được tinh luyện. Maruca không chỉ là mật ong. Xa xôi nơi núi rừng hùng vĩ New Zealand, sinh trưởng một loại cây quý hiếm có tên gọi là Manuka. Mật ong Manuka được coi là kháng sinh tự nhiên tốt nhất, có khả năng chống lại các siêu vi khuẩn kháng thuốc và được ví như lá chắn phòng chống ung thư hữu hiệu. Mật ong Manuka có khả năng thải độc, chống lão hóa, hỗ trợ các vấn đề về dạ dày và tiêu hóa. Chúng tôi mang đến các chỉ số kháng khuẩn mật ong khác nhau: 100 cộng, 250 cộng, 400 cộng và 550 cộng. Chúng tôi tự hào là đại sứ chính thức của mật ong nguyên chất New Zealand. Chỉ từ 10.000 trên một ngày, quý vị đã có thể tận hưởng những lợi ích tuyệt vời của loại mật ong tốt nhất thế giới. Manuka không chỉ là mật ong.